tình yêu của bạn hơn cả tình yêu người lớn. Mặc dù ông có rất nhiều phi tật, mặc dù ông có rất nhiều những con người tuyệt vời trong cuộc đời của ông, có thể là Bê-xê-ba, có thể nhiều người khác nữa, nhưng họ không thể so sánh được bằng Jonathan. Và Chúa cũng vậy. Chúa Ngài nói gì? Ngài nói ta sẽ không gọi các ngươi là đệ tớ nữa, vì các ngươi sẽ là bạn hữu của ta. Vậy thì bạn hữu nó không phải là chỉ là nhất thời, nhưng bạn hữu có nghĩa là một mối thông công lâu dài. Và Ngài biết được lòng con. Buổi sáng nay lòng của tôi có đầy một cái sự thăm viếng đặc biệt của Chúa để nói với quý vị về những sứ điệp. Tôi được từng trải cho biết rằng ở tại nơi đây có nhiều tấm lòng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Tôi cao rằng những gì tôi chia sẻ buổi sáng nay sẽ là một cái gì đó để lại ở trong lòng quý vị. Hãy suy gẫm và hãy lắng nghe để nghe được tiếng của Chúa qua sự kiện này. Chúa luôn tìm những con người trung thành với vương quốc của Ngài, vì Ngài đã đấng đó trung thành với vương quốc của Đức Trời là Cha của Ngài. Cho nên những người theo Ngài phải là người trung thành. Và ở trong cái nguyện Chúa nói được gì? Những kẻ trung thành với Chúa được lắm, hãy đến để hưởng phúc. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúng ta một lần nữa cầu nguyện để chúng ta thật sự là một đầy tớ trung thành. Một đầy tớ mà làm cho trái tim của Chúa phải rung động. Một đầy tớ mà khiến cho cả thiên đàng phải ngạc nhiên. Rời mắt khỏi thế giới này, những trăm nghìn vào Ngài để tiếp tục chạy theo cuộc đua, để tiếp tục bước đi trong sự kêu gọi Thánh. Con xin Thánh Linh Chúa tiếp tục vận hành giữa dòng chúng con, sức dẫn trên con và trên đầy tớ của Chúa, để mỗi chúng con được nghe, được gây dựng, khích lệ và tấn tới ở trong ơn lành của Ngài. Hầu và hội thánh của Chúa ở tại đây, tiếng đồn sẽ vang rộng ra khỏi vùng đất này và ảnh hưởng đến nhiều vùng đất khác. Chúng con cảm tạ Ngài vì Chúa luôn ở cùng chúng con. Với cả lòng ơn chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Một lần nữa chúng ta vỗ tay.
Sáng nay trước khi chia sẻ lời của Chúa, tôi xin phép được giới thiệu về những sứ điệp tôi được Chúa ngày dạy tôi. Mà cảm ơn Chúa, Ngài cũng cho tôi có cái ơn để có thể ghi lại. Và sau đó thì chúng tôi ngồi lại để làm cho nó trở nên một cách mạch lạc hơn khi trình bày. Đầu tiên là tôi sẽ được giới thiệu về người lãnh đạo và tài chính. Xin mời con mặt trước đi. Đây là bài căn bản dành cho những người lãnh đạo. Người lãnh đạo và tài chính, cái nền tảng của sự lãnh đạo đó là người lãnh đạo phải có sự mặc cảm, phải có một tấm lòng. Theo như lời đề của Chúa Mục Sư Lâm, ông cho biết là tấm lòng vì vương quốc Đức Chúa Trời, đó là động cơ trong sạch. Và nền tảng của sự lãnh đạo, người đó cần phải có lời Đức Chúa Trời. Và trong nền tảng của sự lãnh đạo của người lãnh đạo cần phải có những phẩm chất phát triển. Mỗi ngày chúng ta ở trong tiến trình lên thang, và mỗi ngày thì lại mới luôn ở trong ngành. Cho nên chúng ta một lần chưa đủ và nhiều lần được phát triển. Và trong phát triển đó, chúng ta có những điều mà cần phải có thêm lên, đó là sự kỷ luật, thêm lên sự trung thực và làm gương, thêm lên ân tứ và trái thánh linh. Đây là điều không thể thiếu được. Có nhiều đệ tử Chúa ân tứ có, nhưng lại thiếu trái thánh linh. Và đó lý do mà không được cân đối trong chức vụ. Đó lý do mà sẽ làm cho người đồng lao hoặc bề trên khốn khổ với người lãnh đạo. Cho nên người lãnh đạo cần phát triển không những ân tứ, nhưng cần có trái thánh linh. Và điều cuối cùng ở trong những phẩm chất cần phát triển, đó là sự khôn ngoan. Để đến Chúa cần phải có sự khôn ngoan. Chúng ta nhớ đến một vị vua nổi tiếng ở trong Israel thảo mạc, đó là Solomon. Ông không cầu nguyện bất cứ điều gì, nhưng ông cầu nguyện sự khôn ngoan. Bởi vì ông biết rằng ông thiếu sự khôn ngoan thì ông không thể nào lãnh đạo dân của Chúa được. Và cảm ơn Chúa, ông đã cầu xin sự khôn ngoan. Vậy chúng ta là ai mà không cần sự khôn ngoan, phải không ạ? Dạ. Và ba la mã, đó là tầm nhìn của lãnh đạo. Người lãnh đạo phải có tầm nhìn, tầm nhìn về người cùng làm việc để thấy những cái tiềm năng trong con người đó. Tầm nhìn về một hội thánh mà Đức Chúa Trời sẽ mặc cải cho biết rằng hội thánh sẽ phải vươn tới như thế nào. Cho nên người lãnh đạo cần phải có tầm nhìn. Và muốn có tầm nhìn, điều đầu tiên và tiên quyết đó là phải thay đổi các suy nghĩ. Nếu không thay đổi các suy nghĩ thì sẽ không bao giờ có thể có tầm nhìn. Vì sao vậy? Vì những cái định kiến của người lãnh đạo sẽ che khuất những điều mà Chúa muốn mặc khải. Nên luôn phải được thay đổi. Và trong một cái minh họa, trong câu chuyện mà Chúa Giêsu muốn nói về sự đời mới, đó là bầu dao cũ thì không thể nào chứa được rượu mới, và áo cũ thì không thể nào vá miếng nhịn mới được, vì tất cả nó sẽ làm hư hỏng. Cho nên đó là điều mà cần thiết cho một lãnh đạo luôn cần phải thay đổi. Và phải có khải tượng. Khi tâm trí thay đổi, Đức Chúa Trời sẽ cho con khải tượng. Amen ạ. Ở trong Thánh Kinh, Sáng Thế Ký cho biết rằng khi Lót rời khỏi Abraham thì Đức Chúa Trời phán Abraham. Nó là bản tính của xác thịt, là những gì cũ kỹ. Đến khi Lót rời khỏi Abraham thì Abraham nghe được, và Abraham biết được điều mặc khải cho. Cho nên nếu là người lãnh đạo không mỗi ngày thay đổi cái suy nghĩ tích cực bằng chính lời Đức Chúa Trời thì người đó sẽ không bao giờ có khải tượng cho hội thánh được. Và người lãnh đạo luôn phải là người cố vấn, cố vấn cho bầy chiên. Và người lãnh đạo cũng phải tìm cố vấn nữa. Amen quý vị. Amen. Nếu chúng ta không có cố vấn thì chúng ta không thể nào có thể làm tốt được chức vụ mà Ngài phó cho chúng ta. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẽ có cố vấn.
Nếu như mục sư Lâm mà có thể giới thiệu cho quý vị biết, mục sư Nguyễn Thanh Bình, mục sư Cao Philip và chính mình tôi là những người trung thành, thì ít nhất trên người trung thành đó là mục sư Lành Tạ. Đó là mục sư Lâm và cô Văn Trung Tâm. Amen quý vị. Amen. Cho nên luôn luôn người lãnh đạo có tầm nhìn, đó là cái thái độ suy nghĩ có thể được và luôn cần có sự cố vấn. Yeah. Người lãnh đạo phải biết quản lý thời gian. Có rất nhiều người nói không có giờ, nhưng thực chất ta có nhiều giờ. Nhiều giờ ở trong internet, nhiều giờ ở trong sự đàm phán mà nó vô thưởng vô phạt. Đúng không quý vị? Cho nên xin Chúa cho người lãnh đạo nền tảng ở trong sự lãnh đạo đó phải quản lý, biết quản lý thời gian và tính rõ ràng. Tính rõ ràng nó sẽ tạo nên uy tín cho người lãnh đạo. Chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu cũng vậy. Khi Ngài làm phép lạ thì luôn luôn có con số, có mà 5 cái bánh và 2 con cá thì có trên 5.000 dân, đúng không ạ? Một lần nữa thì Ngài làm phép lạ có 4.000 dân, rồi sau đó sao là cộng lại tới 12 đỏ dư thừa. Như vậy thì Chúa có rõ ràng không ạ? Chúa rất rõ ràng. Cho nên đệ tử của Chúa lại càng phải rõ ràng hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Nếu đệ tử Chúa không rõ ràng, có những khoảng nào che khuất thì hãy coi chừng. Đó là cái bẫy mà chúng ta chết lúc nào không biết. Rõ ràng trong tài chính, rõ ràng trong mối quan hệ, đặc biệt là khắc phải. Chúng ta càng rõ ràng bao nhiêu thì cái hàng rào bảo vệ chúng ta sẽ tốt hơn. Amen. Nếu như có một cái lời nào đó nói về vấn đề tài chính không rõ ràng thì người làm việc chúng ta, đó là tư ký thủ quỹ, sẽ lên tiếng, chúng ta không cần lên tiếng. Amen ạ. Amen. Yeah. Nếu mà ai đó nói về mục sư của mình có một điều gì đó tiêu cực, anh chị em bày chia sẻ bảo vệ chúng ta, tại vì chúng ta rất rõ ràng với họ. Amen. Cho nên người lãnh đạo không thể thiếu được tính không rõ ràng. Và tôi cảm ơn Chúa, như vừa rồi mục sư Lâm nói là có những người thích con số thì trong đó có tôi. Tôi rất thích số, tại vì con số nó nói lên nhiều điều rất là ngạc nhiên. Tích cực cũng có và tiêu cực cũng có. Còn nếu chúng ta không có tính rõ ràng, chúng ta không có con số thì chúng ta sẽ không biết đi về đâu. Amen ạ. Chúng ta phải có con số để chúng ta có thể biết được mục tiêu, kế hoạch và hạn định của nó. Và nhất là trong tài chính, chúng ta lại phải càng có con số cho thật rõ để chúng ta biết thực lực chúng ta như thế nào, thu và chi bao nhiêu để chúng ta có thể cân đối lực lượng tài chính ở trong hội thánh của Chúa, để chúng ta có thể điều hành ở trong chức vụ thủ quỹ của giáo hàng, rồi của tổng giám hội. Tôi được có cơ hội để xem những cái sổ quỹ, và có nhiều sổ quỹ thường ở trong tình trạng âm. Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải xem xét lại tính chất rõ ràng tài chính của hội thánh Chúa. Và mục số 6, như điều mục sư Lâm đã chia sẻ, đó là sự cộng tác. Người lãnh đạo phải cần có sự cộng tác. Cộng tác với bầy chiên, cộng tác với những người làm việc với chúng ta, cộng tác với những mối quan hệ giữa bạn đồng lao và các mục sư khác. Nếu ta có mối quan hệ tốt thì chúng ta có việc, họ sẽ là những người bạn tích cực để giúp đỡ chúng ta. Amen. Amen ạ. Amen. Nếu ta không có mối quan hệ, chúng ta chỉ biết hội thánh của mình, thì có những điều mà hội thánh ta bị giới hạn, mà hội thánh bạn có mà chúng ta không nhờ được. Amen. Bởi vì chúng ta không có mối quan hệ. Thế nên xin Chúa chúng ta mở rộng mối quan hệ. Dạ. Yeah. Tôi rất là vui bởi vì tôi luôn có những cái mối quan hệ tốt với các mục sư, các bạn đồng lao và quản nhiệm. Thì hội thánh tôi có nhu cầu, họ sẵn sàng giúp đỡ. Thế nên xin Chúa cho người lãnh đạo luôn là người biết cộng tác. Amen. Cộng tác từ ở trong hội thánh, cộng tác ra bên ngoài. Tức là đối nội đối ngoài chúng ta phải mở ra cái cộng tác, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là nguồn phong phú. Và người lãnh đạo quý vị mục sư Nguyễn Thanh Bình là người cộng tác tốt nhất. Amen. Amen. Ông tạo được
nhiều mối quan hệ. Và tôi tin rằng đó là lý do mà đông bác mỗi ngày được mạnh mẽ. Để chúng ta vỗ tay để cảm ơn mục sư. Rồi đến bốn La Mã. Dân sự là tài sản quý giá nhất của hội thánh. Amen quý vị. Amen. Đừng bao giờ coi thường dân sự của mình. Amen. Vì Đức Chúa Trời ngài phú nhiều tài vật ở trong dân sự của Chúa. Amen. Họ sẽ trở nên là những viên ngọc quý trong nhà của Chúa. Chúng ta nhớ trong Sáng Thế Ký, khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và ngài đã đặt hạt giống ở trong lòng đất và nó tự sinh ra kết quả. Và Đức Chúa Trời cũng làm điều đó trong hội thánh của ngài. Ngài đặt nhiều cái viên ngọc ở trong hội thánh của Chúa. Đó là những cái tiềm năng mà Đức Chúa Trời phú cho. Những điều quan trọng, người lãnh đạo phải là người biết khai thác. Người lãnh đạo phải nhìn thấy những viên ngọc nó đang ẩn ở trong lòng đó. Amen. Và cái gì đó nó không phải nhìn ở bên ngoài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người chúng ta chỉ nhìn bên ngoài, nhìn Đức Chúa Trời nhìn thấy bên trong. Amen. Cho nên nếu là một đầy tớ của Chúa, có thời gian với Chúa, ở riêng với Chúa, thì sự mực khải của Chúa sẽ chỉ cho biết ai là viên ngọc mà ngài đã chôn tại đó cho chúng ta. Amen. Yeah. Và tôi cảm ơn Chúa trong hội thánh chúng tôi có nhiều viên ngọc. Và tôi tin rằng ở tại giáo hạt Đông Bắc này thì vô số kẻ viên ngọc đang nằm ở tại đây. Yeah. Amen. Amen. Và tôi cũng xin có thể khẳng định rằng quý vị là những viên ngọc quý giá của Chúa và quý vị có mặt tại đây. Và thưa anh chị em, điều quan trọng hơn, dân sự là tài sản quý giá của nhất của Chúa ở trong hội thánh của ngài. Đó là sự mặc cả của Chúa. Nhưng có điều quan trọng là cần phải có giáo dục. Tình yêu thương có, nhưng cần phải có giáo dục. Vì nếu chúng ta không có giáo dục thì dân sự của Chúa phóng túng. Họ sẽ không biết sẽ phải làm gì. Và có thể họ sẽ trở lại thời các con xét, có nghĩa là họ cho thấy điều đó là phải họ làm. Và sau đó chúng ta buồn, chúng ta trách. Nhưng mà vì hãy trách trước vì chúng ta không dạy họ. Amen quý vị. Cho nên cần phải dạy. Sáng nay chúng tôi uống cà phê, tôi nghe lời mục sư Bình nói, tôi cũng hơi sốc một chút. Mục sư Bình nói khoan cô, để cho một sư các vị lính ai đó giảm chút cô vô cái tinh thần nó rất là căng thẳng. Thì tôi không biết là quý vị nhìn mặt tôi có hình sự không ạ? Nhưng mục sư của quý vị nói tôi hình sự quá. Thật sự, đối với tôi, Chúa là số 1. Amen. Amen. Và tất cả những gì tôi làm phải nghiêm túc. Càng gần Chúa hơn, chúng ta càng thấy Chúa vẫn là đáng sợ. Sự đại của Chúa. Cái lúc ân điển khiến chúng ta xem thường, nhưng mà Chúa thật vĩ đại. Amen. Và Chúa luôn đòi hỏi chúng ta phải đặt ngài ở vị trí hàng đầu. Amen. Điều gì tốt nhất chúng ta đều phải nhận cho Chúa. Amen. Khi chúng ta làm điều này, vinh hiển của Chúa sẽ ở trên quý vị. Amen. Cho nên đôi lúc là người có thể có những gương mặt hình sự, nhưng mà sau này khi làm việc chung thì không còn thấy hình sự nữa mà thấy đáng yêu. Amen. Và đó là điều mà mục sư Lâm khi tôi nhận chức vụ với một làm việc là thủ quỹ của giáo hạt Nam Sài Gòn lúc bấy giờ, tôi có nói với thầy Lâm một câu này: cảm ơn Chúa khi Chúa dùng một số lãnh đạo trước thầy để rèn tôi. Cho nên thì tôi gặp thầy là mềm lắm rồi đó thầy. Và thầy có thể chịu đựng tôi được. Nói như vậy không có nghĩa là mỗi cái mỗi hình sự, nhưng có những cái nó thuộc vào lãnh vực kinh quý, đó là số 1. Chúng ta phải rõ ràng và người làm việc của chúng ta sẽ thấy đó là điều quan trọng. Thưa quý đệ tử Chúa, lý do tại sao Lót nói rằng Sodom và Gomorrah sẽ bị hủy diệt, người ta cứ ghi lại là những người thân của ông tưởng là ông nói giỡn chơi. Vì sao vậy? Có thể đôi lúc Lót đã không nghiêm túc trong một lãnh vực nào đó để nói. Cho nên là người lãnh đạo có đôi lúc chúng ta cần phải nói một cách nghiêm túc để cho họ biết đây là điều quan trọng. Amen. Yeah.
Cho nên quý vị cũng vui lòng để tiếp nhận hình sự là tôi. Và cuối cùng, đó là năm La Mã là chiến lược tài chánh. Và trong chiến lược tài chánh thì nó sẽ có bốn loạt bài. Đầu tiên đó là Đức Chúa Trời nguồn của sự cung ứng. Thứ hai đó là phần người. Bài thứ ba là các của dân. Bài số 4 là phương cách gieo và mùa đạt. Ở trong các của dân chúng tôi cũng có sự việc đó là sự ban cho. Cách đây 6 năm khi đến với giáo hạt Đông Bắc, chúng tôi đã chia sẻ sự việc của sự ban cho. Nếu có cơ hội, chúng tôi quay trở lại sẽ hướng dẫn cho quý vị đi hết đọc bài này. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cảm ơn Chúa để giúp quý vị hai bài. Và tôi nghĩ là nó cũng rất là nhu cầu thiết yếu trong hội thánh, đó là phần mười và các của dân. Nhưng về phần lãnh đạo, tôi ước ao rằng Chúa có thể đem tôi trở lại để quý vị kinh nghiệm về phần mười các của dân và cũng biết phải chuẩn bị để đứng vững hội thánh được phát đạt, có nghĩa là thành vực. Có rất nhiều đệ tử Chúa đã chết ở cái chỗ này. Có rất nhiều con cái Chúa khi bình thường rất yêu Chúa, rất kính sợ Chúa. Nhưng khi Đức Chúa Trời nâng họ lên thì nó sẽ có nhiều điều xảy đến. Và bài nền tảng của người lãnh đạo về tài chính nó sẽ chỉ chúng ta thấy những điều mà chúng ta cần phải có để có thể đứng vững cho đến khi mà chúng ta có thể bàn giao chức vụ cho một thế hệ khác. Thế hệ đó được ảnh hưởng trong cuộc đời chúng ta, họ có thể được vững. Amen. Amen. Thì chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên, đó là phần mười. Con sẽ nhìn vào cái đài đó để con đi nha con. Vâng. Về phần 10, chúng ta có nền tảng trong lời của Chúa là Malachi đoạn 3, từ câu 7 đến câu số 12. Để không mất thời giờ, chúng ta không cần phải đọc cái đoạn thế này. Bởi quý vị là những người lãnh đạo thì biết rất rõ, cho nên chúng ta không cần phải đọc. Chúng ta có thể đi qua phần này. Về mục La Mã định nghĩa. Theo định nghĩa của từ điển Webster, phần mười có nghĩa là trả hoặc là trích ra một phần mười, trả hoặc trích ra. Phần mười có thể gọi là một phần mười hoặc là 10%, và đó là lợi ích khi chúng ta có sự thu nhập. Thì tôi xin được mở ngoặc. Phần mười nó không có nghĩa là chỉ là một nguồn, nhưng nó sẽ có nhiều nguồn. Và tôi sẽ đi vào phần chi tiết hơn khi chúng ta đi vào những văn bản khác. Rồi chúng ta sẽ qua phần tầng ước. Có nhiều người lập luận nói rằng cựu ước nói về phần mười, nhưng mà tầng ước tôi đâu có thấy chỗ nào nói đâu. Nhưng thật sự là có. Khi một người cố tình để không muốn nộp phần 10 thì họ sẽ tìm cho ra ở trong cái thánh chỗ nào không nói để họ nói. Quý đệ tử Chúa sách nhớ cái vấn đề rượu phẩm ạ. Có nhiều người muốn rượu chỉ ngay cái chỗ David nói. À xin lỗi, Timothy, Paulo nói với Timothy là tỳ vị con hơi yếu. Cho nên họ nói là cái thánh cũng nói uống rượu. Rồi họ nói trong tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu cũng cho uống rượu. Nhưng mà thật sự ra đó chỉ là điều mà họ muốn làm ở ý của mình thôi. Và cũng trở lại trong tân ước, chúng ta thấy Chúa Giêsu công bố với dân Israel là Ngài đến không phải để hủy phá, nhưng mà làm trọn hủy phá. Thế nên Chúa Giêsu Ngài không đến để nói người ta là bỏ điều này lấy điều kia, nhưng Chúa nói là làm trọn. Và đó là lý do mà Chúa nhắc lại vấn đề phần mười. Chúa nhắc lại hai lần ở trong phần mười. Xin con đi tiếp một chút. Chú nói với người Pharisee,
Quý vị tới Chúa đã đọc Kinh Thánh và biết điều này, chúng ta có thể lướt qua ha. Chúa nói hai lần. Và ở trong Thư ký Hebrơ cũng nhắc lại phần 10 của Abraham. Phần 10 là điều tất yếu. Mà cái gì đã là tất yếu thì không cần phải lặp lại. Cứ thế là thực hiện thôi. Nếu như không có phần 10 thì sẽ không thể nào bước qua các cửa dân. Chúng ta qua phần 2 là phần 10 không phải là dân thi. Đây là điều mà có một sự nhầm lẫn rất lớn ở chỗ này. Phần 10 không phải là dân hiến. Dân hiến và phần 10 là hai phần hoàn toàn khác nhau. Ngày trước tôi cũng như quý vị thường hiểu phần 10 là dân hiến, cho nên chúng ta đề là dân một phần 10. Và tôi rất quan trọng dân một phần 10 là hiến. Nó là một cái gì đó bình thường. Nhưng thật sự ra khi vào trong lĩnh vực này chuyên sâu, tôi thấy phần 10 và các cuộc dân rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta nhầm lẫn giữa dân hiến và phần 10. Chúng tôi sẽ giải thích giữa dân hiến và phần 10 như thế nào. Thì chúng tôi cho quý vị biết được là phần 10 hoàn toàn khác với dân hiến. Phần 10 không phải là dâng cho Đức Chúa Trời, nhưng là trả lại những gì chúng ta nhận từ Ngài. Phần 10 không phải dâng cho Chúa mà là trả lại. Nói ví dụ như cô Thoa cho mượn xe, và tôi có trách nhiệm là phải trả lại cho cô Thoa, chứ không dùng từ là dâng cho cô Thoa được. Tại vì đó là tài sản của cô Thoa và tôi là người mượn. Rồi nếu như chúng ta chịu thuế 10% trong các cái vấn đề phụ thu của chúng ta trong đời sống bình thường, đó không phải là dân mà là nộp và trả cho thuế. Thế nên nếu cái tư duy chúng ta cho đó là dân thì nó sẽ đặt ở cái chỗ là chúng ta có quyền dân và không dân. Amen ạ. Còn khi phải trả lại hay phải nộp lại thì đó là điều tất yếu chúng ta phải làm. Ở đây không có vấn đề phải bàn luận. Tôi thích nghĩ rằng không một ai chúng ta sẽ bàn luận về 10% thuế VTA cả. Mặc nhiên ăn một tô uống là có 10% trong đó. Mặc nhiên ăn cái bánh giòn ngày hôm qua cũng 10% trong đó nè. Chúng ta không phải cần phải bàn luận gì đó mà. Cho nên đối với Chúa thì đây là điều